cũng liên quan đến việc nghỉ hưu và chế độ lương hưu cho người lao động. Theo thông tin từ Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì lao động về hưu trước năm 2018 sẽ được tính lương hưu theo cách cũ. Do vậy, mức lương sẽ cao hơn so với về hưu giai đoạn sau mùng 1 tháng 1 năm 2018. Cụ thể, nếu lao động về hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội 15 năm đủ điều kiện về hưu sẽ được tính lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm 1 năm thì lại được tính thêm 2% với nam và 3% với nữ, mức hưởng tối đa bằng 75% tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nếu lao động nghỉ hưu từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, lao động nam bắt buộc phải đóng đủ bảo hiểm xã hội trong 16 năm, nữ đóng đủ 15 năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2% với cả hai đối tượng, mức tối đa bằng 75%. Chính bởi điều này mà nhiều lao động sắp về hưu nằm trong khoảng từ cuối năm 2017 tới đầu năm 2018 sẽ cân nhắc, đắn đo để có thể xin nghỉ hưu trước nếu đủ thời gian hưởng lương hưu.